Chàng Ngốc Già mến chào các bạn. Trong clip ngày hôm nay thì chàng Ngốc Già sẽ trình bày với các bạn một số cái câu chuyện xoay quanh cái việc đầu tư trái phiếu ha. Thì trong cái việc mà đầu tư trái phiếu đó thì mình cái đầu tiên ở trong đầu tư trái phiếu đó là mình cần tính được cái giá của cái trái phiếu ha. Dĩ nhiên là khi mà định giá của cái trái phiếu đó thì trong cái trái phiếu nó có những cái cấu phần ha, những cái thông tin mà nó ảnh hưởng đến cái giá của cái trái phiếu. Mà cái mà quyết định đầu tiên á, trong cái trái phiếu đó chính là cái lợi tức trái phiếu hay gọi là cái coupon. Thì trong trái phiếu nó có nhiều cái loại trái phiếu khác nhau, nhưng mà nó có hai cái loại phổ biến, đó là cái gọi là cái trái phiếu mà có trả cái lợi tức đều đó, nó gọi là trả cái trái phiếu mà có coupon đó, nó gọi là vanilla bond đó. Và một cái dạng thứ hai là nó có dạng gọi là không có cái coupon, có nghĩa là mình mua cái người mà mua đó trái phiếu nhà đầu tư đó, mình mua ở một cái giá chiết khấu ha, rồi sau đến cái thời điểm đáo hạn thì mình nhận được luôn cái mệnh giá của trái phiếu, và cái giá chiết khấu mà khi mua đó nó là luôn luôn nhỏ hơn ha, để đảm bảo một cái tỷ suất sinh lợi nhất định cho nhà đầu tư. Rồi, nhưng mà bây giờ đó thì thường trên thị trường trái phiếu đó thì nó phổ biến rất là nhiều, nó gọi là trái phiếu có chi trả cái lợi tức coupon đều đặn định kỳ ha. Thì cái đầu tiên đó là cái lợi tức cái coupon, đó là trả, nó sẽ là cái bên trái chủ đó, bên cái bên phát hành trái phiếu đó, có thể là công ty hay là chính phủ đó, hoặc là chính quyền đô thị luôn cũng được nữa. Thì người ta sẽ ấn định một cái mức lãi sẽ trả định kỳ ha. Ví dụ như ở trong trường hợp này mình lấy trái phiếu của một cái tập đoàn bất động sản ở Việt Nam đi, họ hứa là cái coupon là 10,5% một năm. Và cái coupon này nó có thể là trả một năm một lần hay là một năm hai lần ha, ví dụ như vậy. Thì như vậy là trong trường hợp nếu mà cái lợi tức mà trái phiếu coupon mà 10,5% đó, như vậy là nó sẽ nhân với cái mệnh giá ha. Như vậy thì cái coupon lúc đó là mình sẽ tính ra là nó sẽ bằng cái coupon mà nhân với mệnh giá. Chẳng hạn như mệnh giá của một cái trái phiếu là 100.000 đồng thì mỗi năm thì cái người đó sẽ được nhận là 10.500 đồng. Ví dụ như vậy ha, cái người đầu tư đó. Bây giờ thì làm sao mà tính được cái giá của cái trái phiếu? Thì việc định giá của trái phiếu như thế này nó có cái công thức ở trong Excel ha, nó đã tính rồi, thì mình chỉ cần nhập các cái giá trị thôi, dùng cái công thức price. Nhưng mà về lý thuyết đó, có nghĩa là mình sẽ chiết khấu hết những cái giá trị trong tương lai của cái dòng tiền tạo ra từ cái trái phiếu này. Thứ nhất đó là cái coupon trả định kỳ ha, các cái kỳ. Và cái cuối cùng là cái giá trị đáo hạn của cái trái phiếu đó, và nó chính là cái mệnh giá của cái trái phiếu. Đúng không? Ví dụ như một cái nhà đầu tư mua một cái trái phiếu trong vòng 5 năm ha, ngày 1 tháng 11 thì mình mua năm năm nay, và 5 năm sau thì nó sẽ đáo hạn. Thì như vậy rằng là với cái lãi suất chiết khấu, cái lãi suất mà sinh lời mà yêu cầu từ cái nhà đầu tư đó, hoặc là ví dụ như là cái chi phí vốn của cái bên phát hành đó, người ta ấn định là chẳng hạn như là 7% đi ha, và với một cái mức coupon là 10,5%, thì lúc đó mình sẽ tính ra được cái giá của cái trái phiếu là 114.550 đồng. Đấy, ví dụ như vậy. Và cái giá này đó là cái cách tính của, chẳng hạn như đấy là của cái bên phát hành ha, và cũng của thị trường luôn. Thì lúc đấy là nếu mà mình là nhà đầu tư thì mình phải so sánh, mình xem rằng là ok, bây giờ giá nó là như vậy đó, thì nếu mà giá thị trường nó cao hay nó thấp hơn thì lúc đó là mình quyết định mình mua có đầu tư vào cái trái phiếu này hay không. Hoặc là ví dụ như nếu mà mình thay đổi cái lãi suất yêu cầu của mình, cái tỷ suất sinh lợi của mình. Ví dụ như các bạn yêu cầu là bây giờ cái lãi suất của tôi, kỳ vọng của tôi phải là chẳng hạn như là 9%. Thì lúc đó cái giá của nó đó thì nó phải giảm lại. Nó còn có 105 ngàn thôi thì tôi mới chịu mua. Và các bạn sẽ thấy rằng là nếu mà cái lãi suất yêu cầu mà nó giảm đó, ví dụ như xuống nó còn 5%, thì lúc đó là cái giá trái phiếu nó sẽ tăng lên thành 124 ngàn. Ví dụ như vậy. Cho nên là ví dụ trong trường hợp đây mình để 7% thì nó quay về là 114 ngàn, so với cái mệnh giá là 100 ngàn. Như vậy các bạn thấy có một cái điều ở đây nè, đó chính là cái độ nhạy cảm của cái giá trái phiếu trên thị trường với cái lãi suất ha,
cái lãi suất ở trên thị trường thì nó rất là nhạy cảm, và lãi suất trên thị trường là cái yếu tố quyết định nhiều đến cái sự thay đổi giá của cái trái phiếu. Chính vì vậy mà mỗi khi mà các cái ngân hàng trung ương đó, ví dụ như các bạn thấy ở Mỹ đó, Fed mà họ điều chỉnh cái lãi suất cơ bản hay là lãi suất điều hành một cái là cái thị trường trái phiếu nó sẽ thay đổi. Vì sao như vậy? Thì nó có được giải thích như thế này các bạn. Cái mối quan hệ giữa cái lãi suất ha, cái lãi suất này thì mình nói nôm na là chỉ cần cái lãi suất cơ bản của ngân hàng trung ương mà nó điều chỉnh thì đương nhiên tất cả các cái lãi suất khác thì nó phải thay đổi theo thôi, đúng không? Ví dụ như ngân hàng trung ương tăng lãi suất lên ví dụ như là 1 điểm phần trăm, đúng không? Gọi là 1% đó, thì lúc đấy là các cái lãi suất khác thì nó phải điều chỉnh theo thôi. Và khi mà lãi suất tăng, các bạn luôn nhớ nha, lãi suất nó nghịch chiều với lại cái giá của trái phiếu. Khi lãi suất tăng thì cái giá của cái trái phiếu nó giảm, và ngược lại, khi mà cái lãi suất mà nó giảm đó thì giá trái phiếu nó lại tăng. Và thường là khi mà lãi suất tăng đó thì cái giá trái phiếu nó giảm, thì trong ngắn hạn đó cái người đầu tư trái phiếu sẽ thấy là mình bị thiệt tại cái giá của trái phiếu nó giảm. Nhưng mà đứng ở góc độ mà nếu mà là cái nhà đầu tư mà dài hạn trong cái trên danh mục cổ phiếu đó thì lãi suất tăng thì nó nhiều khi nó còn là lợi. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà những cái trái phiếu mà mình đáo hạn đó thì mình dùng cái tiền đó mình lại tiếp tục đầu tư vào trong cái trái phiếu tiếp theo ha, thì cái tỷ suất sinh lợi của nó, cái yield của nó cao hơn, thì như vậy là cái cuối cùng cái portfolio của cái danh mục trái phiếu thì nó sẽ cao hơn. Đấy là cái trường hợp đúng cho chẳng hạn những cái công ty bảo hiểm nhân thọ hay là những cái quỹ hưu trí mà người ta đầu tư dài hạn ha các bạn. Rồi, nhưng mà lý do tại sao là khi mà cái lãi suất tăng thì giá trái phiếu nó tăng, xin lỗi, lãi suất tăng thì giá trái phiếu nó giảm. Phải bởi vì sao? Bởi khi mà lãi suất nó tăng đó thì các bạn biết là trên thị trường đó lúc đó là sẽ có những cái nhà phát hành cổ phiếu khác ha, và những cái nhà mà phát hành cổ phiếu khác đó người ta chấp nhận trả với lại một cái tỷ suất sinh lợi cao hơn, một cái mức lãi cao hơn, thì đương nhiên cái cổ phiếu của anh đang hiện giờ trả cái mức thấp thì ít người cần hơn, đúng không? Thì như vậy là cái giá nó sẽ giảm thôi, đúng không các bạn hình dung ha? Như vậy, và ngược lại là nếu mà cái lãi suất mà nó giảm đó, thì giá trái phiếu nó tăng. Thì khi mà lãi suất nó giảm thì những cái người mà phát hành cái trái phiếu mới đó, đúng không? Người ta sẽ phải bán ở một cái mức giá cao hơn, tại vì cái nhu cầu nó nhiều hơn. Thì đấy là cái mà mối quan hệ ngược chiều giữa cái lãi suất và giá của cái trái phiếu ha. Thì đấy là cái thứ nhất. Bây giờ cái thứ hai liên quan đến cái trái phiếu đó mà chàng Ngọc già muốn trình bày với các bạn, đó là cái tỷ suất sinh lợi đáo hạn ha, cái yield to maturity ha, cái YTM này, thì muốn cái tính cái tỷ suất sinh lợi đáo hạn thì trong Excel nó cũng có cái function rồi, đơn giản ha, mình dùng cái hàm yield thôi. Thì lúc này thì nó sẽ phụ thuộc vào cái coupon ha, cái lợi tức của trái phiếu chi trả là bao nhiêu, rồi cái giá hiện nay của cái trái phiếu và cái mệnh giá của trái phiếu, cũng như là cái kỳ trả trong năm, trái phiếu đó nó trả coupon là bao nhiêu lần trong một năm. Thì khi mà mình áp dụng cái công thức vô thì mình sẽ tính được cái yield ha. Ví dụ như các bạn sẽ thấy rằng là nếu mà cái lợi tức trái phiếu nó sẽ thay đổi, nó xuống nó còn có 7% mà, thì lúc đó là cái tỷ suất cái sinh lợi đáo hạn nó sẽ còn có 5,16%. Còn nếu mà nó tăng lên 10% thì cái yield của mình nó sẽ tăng lên. Ngoài ra thì nó còn ảnh hưởng bởi cái giá nữa nha. Ví dụ như cái giá của mình mua càng thấp thì cái yield mình nó càng cao. Ví dụ như cái giá mình mua lúc này nó chỉ là 102 thôi thì cái yield của mình nó sẽ tăng lên ha, cái sinh lợi nó của mình nó sẽ tăng lên. Còn trong cái trường hợp mà nếu mà lãi suất nó thay đổi mà cái giá mình còn mua rẻ hơn cái mệnh giá nữa thì ok, cái yield nó còn cao nữa ha. Rồi, cái đó là cái thứ hai ha, tại khi mà mình mua trái phiếu đó thì mình sẽ tính cái, nếu mà mình cầm cái trái phiếu đó hiện giờ đó đến lúc đáo hạn luôn đó thì cái tỷ suất sinh lợi của mình nó là bao nhiêu, thì cái đấy là cái công thức nó giúp cho mình tính. Và cái cuối cùng ha, chàng ngốc già muốn chia sẻ với các bạn đó chính là cái duration, ở trong tiếng Việt dịch ra là thời gian đáo hạn trung bình thực tế, nhưng mà không biết là cái này dịch nó có đúng hay không, mà thấy nhiều người dùng như thế này, mà chàng ngốc già thì chưa biết dịch như thế nào, thôi cứ gọi là duration ha. Và cái duration này nó là tính theo năm ha. Và duration là cái gì? Cái duration này là nó có hai cái ý nghĩa. Một cái ý nghĩa thứ nhất đó là nó đo lường cái sự nhạy cảm,
cái sự nhạy cảm, sự biến động khi mà cái lãi suất nó tăng như thế nào. Nó có một cái nguyên tắc như thế này nè các bạn. Nếu mà cái lãi suất mà tăng 1% đó, thì cái giá trái phiếu nó sẽ giảm tương tự với cái số năm trong cái duration đó. Ví dụ như là nếu mà lãi suất mà tăng 5%, nhiều quá, 1%, ha, thì cái giá nó sẽ giảm là nếu duration nó là 5%. Duration nó là 5 thì cái giá của cái trái phiếu đó nó sẽ giảm là 5%. Ha. Ví dụ như cái duration nó là 9 đi, thì nếu mà cái lãi suất mà nó tăng 1%, ha, thì cái giá của cái trái phiếu đó nó sẽ điều chỉnh giảm là 9%, ha, tương ứng với số 5 của cái duration. Ngoài ra thì nó có một cái giải thích nữa là cái duration này á, nó chính là cái số 5 mà cái nhà đầu tư đó có thể bắt đầu sinh lời được. Ha. Ví dụ như là mình mua một cái trái phiếu 10 năm mà cái duration nó là 9 năm thì có nghĩa là đến cái năm thứ 9 đó, nếu mà mình giữ đến 9 năm, cái năm thứ 9 đó thì bắt đầu là nhà đầu tư không còn bị lỗ nữa ha, từ năm thứ 9 trở đi thì đó là cái thời điểm mà bắt đầu nó tạo ra cái profit, cái lợi nhuận cho cái việc mà đầu tư trái phiếu này. Thì cái cách tính mà duration thì trong Excel nó cũng có cái hàm function rồi ha. Nó có nhiều cái cách tính duration, thường là duration bình thường hoặc là các bạn học trong tài chính thì biết nó có gọi là cái MacDolay ha. Gọi là cái duration ha, còn không thì mình tính cái duration bình thường thôi. Thì ví dụ như trong trường hợp này đó, chàng ngốc già ví dụ là mình có một cái trái phiếu là 10 năm 5 năm ha, 2011 và đáo hạn 2021 và đáo hạn năm 2026 với cái coupon là cái lợi tức trái phiếu là 10,5%. Ha. Còn ví dụ như là cái tỷ suất sinh lợi, cái này là chính là cái yield to maturity nè. Đó, nếu mà mình tính xuống đó, nếu mà cái yield maturity của mình chẳng hạn như 9% đi thì lúc đó là mình sẽ tính ra được một cái duration, có nghĩa là sau 4.05 năm thì là cái nhà đầu tư này có thể bắt đầu sinh lời. Và nó còn có ý nghĩa là nếu mà cái lãi suất nó tăng 1% thì cái giá của cái trái phiếu này nó sẽ giảm 4.05%. Còn nếu mà cái lãi suất mà nó giảm 1% thì cái giá của cái trái phiếu này nó sẽ tăng là 4.05%. Thì đấy là cái duration. Và các bạn biết rằng là cái trong cái trái phiếu đó nó rất là nhạy cảm với cái lãi suất ha. Trái phiếu nó rất là nhạy cảm với lãi suất, và thường là cái đường cong trong trong kinh tế người ta có cái gọi là đường cong lãi suất. Thì cái đường cong lãi suất về mặt thực tế đó thì là khi mà cái kỳ hạn nó càng dài đó thì cái yield nó càng cao, bởi vì cái càng dài thì cái mức độ rủi ro nó cái càng nhiều, đúng không các bạn? Cái uncertainty nó nhiều thì trong trường hợp đó là cái yield nó phải cao. Nhưng mà nó có những cái trường hợp nó gọi là invert curve yield ha, cái đường cong mà đường cong nghịch đảo đó. Thì trong trường hợp đó là trong ngắn hạn thì cái lãi suất ngắn hạn nó lại cao hơn cái lãi suất dài hạn. Và như vậy đấy là thường là những trong trường hợp đó là có những cái yếu tố bất ổn của nền kinh tế, và đó là những cái dấu hiệu của cái sự khủng hoảng ha, cái có thể xảy ra. Và thường mà để đo lường đó thì người ta sẽ đo lường cái spread, cái khoảng cách, cái sự chênh lệch giữa cái yield, cái tỷ suất sinh lời của cái trái phiếu chính phủ, ví dụ như là ngắn hạn là 2 năm với lại 10 năm. Thì các bạn thấy là cái Fed này thì họ có cái thống kê ha, người ta có thống kê, người ta ghi lại hết đó. Các bạn thấy đây là cái mức chênh lệch giữa cái lãi suất 10 năm ha và 2 năm thì luôn luôn cao ha, 10 năm luôn luôn cao, 2 năm, nhưng mà các bạn thấy nè, những cái giai đoạn mà khó khăn đó thì thường là lúc đó bắt đầu cái spread này nó giảm lại ha, và nếu mà nó âm luôn là cái đó là cái gì đó bất ổn đối với cái nền kinh tế. Còn nếu mà bình thường đó thì nó phải cao hơn ha các bạn, nó phải cao hơn, có nghĩa là bởi vì cái dài hạn rủi ro nó cao mà, cho nên cái yield nó phải cao hơn. Rồi, thì đấy là cái mà chàng ốc già muốn chia sẻ với các bạn, trình bày với các bạn ba cái quan trọng trong cái đầu tư cổ phiếu. Một là mình tính toán cái giá của cái trái phiếu ha, mình tính toán là bây giờ cái giá trên thị trường, nếu mà mình không mua ngay từ đầu đó, thì mình so sánh với cái giá thị trường hiện nay nó như thế nào. Còn nếu mà mình mua ngay từ đầu luôn, đúng từ ngày luôn đó, thì mình biết là cái giá trên giá bán của nó là bao nhiêu để mà mình mua. Rồi nếu mà mình mua giữa chừng đó thì mình tính toán là cái tỷ suất sinh lợi đáo hạn của mình, nếu mà mình cầm cái trái phiếu đó đến đáo hạn
Và cái cuối cùng là cái duration, là cái độ nhạy cảm của cái giá trái phiếu với lại cái sự thay đổi của lãi suất trên thị trường. Rồi, chàng ngốc già, cảm ơn các bạn rất là nhiều ha. Hẹn gặp lại các bạn trong cái clip tới và rất là mong được các bạn tiếp tục ủng hộ nha. Share đến cho các cái bạn bè trong cái network của mình để mà các bạn có được cái đỡ mất công tìm kiếm những cái kiến thức tốt hơn các bạn ha. Rồi, chàng gốc già mến chào các bạn và chúc các bạn khỏe nha. Chào các bạn.